Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hiên. Hoàng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19. 1 tháng 11 chúng tôi chuyển sang 18.9, LA 18.9. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Không có gì thay đổi hết. Chỉ có thay đổi băng tầng, tầng số mà thôi. 18.9, 1 tháng 11 quý vị nhé. Còn tròm chèm vài tuần nữa mà thôi ngày hôm nay trở lại với các bản tin lẽ đương nhiên là chúng Thảo Yên sẽ gửi đến quý vị những cái tin tức mới nhất cập nhật liên quan đến họ nói rằng đây là một cái thảm họa uh, trong lịch sử về hỏa hoạn của California chúng ta thấy quá nhiều cái đám cháy giờ chưa bao giờ mà đám cháy gây thiệt hại à, bởi vì nó xảy ra trong một cái vùng có thể nói rằng giàu có nhất không những ở phía Bắc California mà gây cả miền Nam California nữa. Bên cạnh đó một loạt những cái bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thế nhưng thời tiết ngày hôm nay, sáng nay mình xuất hiện và thấy rằng sương mù rất nhiều ở tại miền Nam và đó là lý do mà đã hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng cứu hỏa trong cái đám cháy gọi là Canyon, uh, Canyon Fire 2. Vâng. À, à, vâng thưa quý vị à, và thưa anh ngày hôm nay thì à, nhiệt độ cũng không có cao lắm thưa quý vị mà buổi sáng ra thì chúng ta sẽ thấy à, có sương mù Khoảng chừng đâu 11 giờ đến 11 giờ rưỡi thì là ảnh à, nắng mới lên ừ. và ngày hôm nay ở Westminster và Garden Road thì nhiệt độ chỉ ở mức là 80. Anaheim thì có thể lên đến 85 đến 87 độ. À, đến chiều tối thì à, nhiệt độ giữ ở mức là 60 cho đến 62 độ thưa quý vị và từ đây cho đến cuối tuần thì chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ trung bình 75 cho đến 80 và quay trở lại với cái trận hỏa hoạn mà quý vị đã thấy ngày hôm qua thưa quý vị ngọn lửa được cho biết bắt đầu vào lúc 9h50 phút sáng à, bắt đầu gần cái khu vực gọi là khô Canyon và Freeway 91 và đây cũng là cái nơi mà mới có à, vài tuần trước đã ừ. xảy ra một cái đám cháy rồi, được đặt tên là Canyon Fire. Thế nên cái đám cháy ngày hôm qua họ đặt tên là Canyon Fire 2. Thì được biết là lửa bùng cháy lan theo hướng tây đi đến phía Anaheim thưa quý vị mà cái lý do là bởi độ ẩm thấp mà ngày hôm qua gió đặc biệt lớn với những cơn gió từ 40 có thể lên đến 70 dặm một giờ, cho nên là khiến cho đám lửa lúc đầu rất là nhỏ nhưng mà chỉ trong vòng tích tắc đã bùng cháy, bùng phát lên, thưa quý vị. Hơn 1.000 căn nhà, 500 cửa tiệm, nhà hàng gần khu vực như là Anaheim, Orange và Tustin, mọi người được lệnh di tản các cửa tiệm thì phải đóng cửa, thưa quý vị. 24 cái kiến trúc bị thiêu rụi, một lính cứu hỏa bị thương. Và họ nói là cho đến bây giờ như sáng hôm nay anh Thụy nói là có 150 người được báo cáo là đã mất tích thưa quý vị mà. Vâng thì uh, các giới chức an ninh họ nói là có thể những người này không có gặp nguy hiểm Nhưng mà bởi ừ. vì uh, không có liên lạc được với người thân cho yeah. nên bây giờ không biết những người này đang ở đâu Và họ hy vọng uh, cái con số này nó không quá nhiều như vậy Có vâng. thể là nhiều người thân gọi một lúc vâng. cho nên có, có cái sự trùng hợp vâng. Có thể là chỉ có vài chục người mất tích thôi À, và thưa quý vị đến sáng ngày hôm nay thì lửa đã thiêu rụi 6.000 mẫu đất và mới chỉ có 5% được khống chế mà thôi Uh, sau khi mà khống chế được đó là do nguyên đêm qua uh, lực lượng cứu hỏa họ phải làm việc cả đêm không có ngủ và khi mà họ dùng phi cơ mà được trang bị các thiết bị như là night vision để mà dập lửa nguyên đêm thưa quý vị và ngày hôm qua có 1.000 nhân viên cứu hỏa đã được điều động và sáng nay sẽ có tiếp tục thêm người đi để mà đi dập tắt cái cái vụ cháy này. Yeah. À, thống đốc Jerry Brown cũng đã ban hành à, tình trạng khẩn cấp cho quận Cam và đến sáng ngày hôm nay chín trường học à, ở khu học trắng Orange tiếp tục đóng cửa. Wow. vâng à, và quý vị cũng thấy là ngày hôm qua đặc biệt là người dân tại khu vực à, Disneyland, à, Little Sài Gòn chúng ta à, từ Westminster Garden Road mà kéo dài đến cả Huntington Beach luôn thì buổi chiều ngày hôm qua là khói rồi bụi mù mịt đầy trời mà chúng ta thấy bầu trời chuyển sang màu cam luôn thưa quý vị và bên cạnh đó cái đám cháy ở à, miền Bắc Cali thì đến sáng ngày hôm nay tin tức cập nhật là đã có 11 người thiệt mạng thưa quý vị hơn 100 người bị thương là do bị phỏng cũng như là bị à, hít khói quá nhiều và tính đến tối ngày hôm qua thì à, các đám cháy ở miền Bắc Cali đã thiêu rụi hơn 119.000 mẫu đất À, một trong những bức ảnh của abc sáng nay chúng tôi nhìn và có thể nói rằng vô cùng xúc động bởi vì à, quý vị đặt tâm trạng của mình vào một trong những gia chủ à, bãi có thể thấy bao găng tay và trong lúc đào xới tìm kiếm những gì còn sót lại trong căn nhà yêu thương của mình à, đa số những người chủ nhân này có những căn nhà này họ đã trả nhà xong hết rồi 30 năm nay rồi và quý vị nhìn thấy cái khuôn mặt và cái cái người ký giả chụp bức ảnh này quá hay bà không cầm lòng được và bà khóc tại vì bà thấy tất cả những gì mình để lại nó không phải là vấn đề cái nhà cái nơi ở nhưng mà những cái kỷ vật trong nhà có rất nhiều người ngày hôm qua ở tại Anaheim và kể cả trên Napa cũng như Sonoma hai cái quận đang cháy trên đó đó họ đang ở nơi làm việc nhiều người hôm qua đang làm việc và Nghe bản tin cháy, nghe nói Anaheim Hills cháy Họ hoảng quá, họ chạy vào và mở KTLA lên để xem Thấy ngay cái nhà mình đang cháy Ở Trong đó có căn nhà 4 triệu, 6 triệu đô la Chúng tôi thấy có một căn nhà quá đẹp Cái đường nó từ bên ngoài nó đi vào thẳng bên trong ừ. Mà cái nhà đằng sau lưng á, có hồ bơi Nhìn xuống cái thung lũng rất là đẹp bên dưới Anaheim Hills Và bức hình này cho thấy rằng cái thảm họa của cháy nó khủng khiếp um, lũ lụt nó cũng ghê gớm nhưng mà lũ lụt mình có thể sửa căn nhà của mình được nhưng mà cháy rồi thì thậm chí có những căn nhà thật là đẹp ngày hôm qua đó lính cứu hỏa họ phải bật tung nguyên cái ngói luôn thảo yến có nhìn thấy bức hình họ phải nghĩa là thổi tung đẩy nguyên cái tung Để tránh cháy thêm nữa cho nên họ phá cái ngói thì họ họ xem được cái nhà nhưng mà chủ nhà về thì thấy ngói tung rồi nước nó ngập trong nhà hết luôn nữa thì bao nhiêu cái đồ vật và nhiều người đó họ nói rằng họ không kịp lấy cái gì hết á chỉ là vớ những cái gì cần thiết họ chạy ra ngoài thôi bởi vì họ sợ thà là hy sinh cái nhà còn hơn là hy sinh bản thân của mình nhiều người cũng cố gắng nán lại mà đó là có thể là hậu quả của cả bao nhiêu người chết ở trên cái vùng phía bắc california thưa quý vị chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến quý vị một vài con số liên quan đến thị trường tài chính ngày hôm nay